Thưa quý vị, đài BBC đưa tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ. Hàng chục thi thể dạt vào bờ sông Hằng. Các quan chức cho biết thi thể của ít nhất 40 người đã trôi dạt vào bờ sông Hằng ở miền Bắc Ấn Độ. Sự việc được phát hiện gần biên giới giữa các bang Bihar và Uttar Pradesh đã được xác nhận với BBC hôm thứ Hai. Không rõ bằng cách nào mà các thi thể trôi dạt đến đó, nhưng truyền thông địa phương cho rằng họ có thể là nạn nhân của COVID-19. Một số bài báo địa phương nói rằng có khoảng 100 thi thể đã được tìm thấy và tình trạng của các thi thể này cho thấy chúng có thể đã ở dưới sông trong vài ngày. Một quan chức địa phương, Ashok Kumar, nói với BBC sau khi hỏi người dân địa phương. Có khả năng những thi thể này đến từ Uttar Pradesh. Ông cho hay các thi thể sẽ được chôn cất hoặc hỏa táng. Các quan chức nói rằng các thi thể dường như phình to và cháy một phần và có thể chúng đã bị trôi xuống sông như một phần của hoạt động hỏa tán các nạn nhân nhiễm virus corona dọc theo sông Hằng ở Uttar Pradesh. Một số người dân địa phương và các nhà báo nói với BBC tiếng Hindi rằng tình trạng thiếu gỗ để hỏa táng và chi phí tăng lễ gia tăng khiến một số gia đình không còn chọn lựa nào khác ngoài việc thả thi thể của những người thân yêu chết vì virus corona xuống sông. Một người dân địa phương Chandra Mohan nói, các bệnh viện tư đang cướp của người dân. Người dân thường không có tiền để trả cho một linh mục và chi nhiều hơn cho việc hỏa táng tại bờ sông. Họ yêu cầu 2.000 rupee, tương đương với 27 đô la, chỉ để lấy xác chết ra khỏi xe cứu thương. Dòng sông đã trở thành nơi giải cứu cuối cùng của họ, nên mọi người đang dìm xác xuống sông. Uttar Pradesh là bang đông dân nhất của Ấn Độ, Làn sóng thứ hai của virus đang tàn phá các vùng của Ấn Độ với số ca tử vong tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Hầu hết các lò hỏa táng của Ấn Độ đã hết chỗ. Quốc gia này hiện là tâm chấn của đại dịch toàn cầu. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 22,6 triệu ca nhiễm virus corona và 246.116 tử vong liên quan đến Covid kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các chuyên gia tin rằng số người chết thực sự có thể cao hơn rất nhiều. Ấn Độ ghi nhận đã có hơn 19 triệu ca nhiễm virus corona, chỉ đứng sau nước Mỹ. Nước này cũng xác nhận đã có hơn 215.000 ca tử vong. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng tử vong được cho là cao hơn rất nhiều. Các chuyên gia chỉ ra rằng tỷ lệ xét nghiệm thấp và số người tử vong tại nhà, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, đang là những yếu tố khiến cho số liệu báo cáo ở Ấn Độ thấp hơn thực tế. Số tử vong hàng ngày cao nhất nước trước đó ở nước này cũng được nêu trong tuần rồi là 3.645 trường hợp. Nhiều người bị mất cả vợ lẫn con chỉ trong một ngày sau khi đã chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, vang xin chỉ để có được một chiếc giường. Những gì họ thấy tại bệnh viện chỉ là các xác chết la liệt xung quanh.